Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề về những người nữ ở trong Kinh Thánh. Và những người nữ này là những người nữ rất là đặc biệt, trong số những người nữ đặc biệt. Có những người nữ có tên tuổi và có những người nữ không có tên tuổi. Nhưng mà không phải là không có tên tuổi mà Đức Chúa Trời không nhớ tới đâu. Những người hầu việc Chúa rất là thầm lặng. Nhưng mà có những, phải nói rằng có những ngọn đuốc, nhưng mà Chúa cũng làm những ngôi sao nữa. Ngôi sao rất là nhỏ nhỏ, nhưng mà khi thời tiết không còn tốt đẹp nữa thì có những ngôi sao sẽ ẩn mình và có những ngôi sao sẽ chiếu sáng. Nhưng mà mục đích các ngôi sao đều có giá trị của nó. Và Đức Chúa Trời không có nói rằng ngôi sao này hơn ngôi sao kia hết. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ học có những người nữ rất là thầm lặng, hoặc là có những người nữ họ xuất hiện một lần ở trong Kinh Thánh, nhưng mà họ làm những cái việc rất là đặc biệt. Dạ, cảm ơn Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta học cái người nữ thứ nhất, đó là Jochebed. Mọi người biết Jochebed là ai không? Dạ, mẹ của Môi-se. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Dân Số Ký, đoạn 26, câu 59, vợ của Amram tên là Jochebed. Cho nên Amram là cha của Môi-se và mẹ của Môi-se là Jochebed. Đây là con gái của nhà Lê-vi, sinh ở Ai Cập. Nàng sinh cho Aram, Aaron, Môi-se và chị của hai người là Miriam. Cho nên bà Jochebed sanh ba người: Aaron, Môi-se và người chị, đó là chị cả, là Miriam. Và chúng ta thấy rằng bà Jochebed này sanh ba người con và Đức Chúa Trời sử dụng cả ba. Không có người nào mà Ngài không sử dụng hết. Cho nên Jochebed là một cái tên rất là phước hạnh. Và con cái của Ngài, của bà được Đức Chúa Trời sử dụng. Miriam là gì? Là tiên tri. Và Aaron là gì? Là thầy tế lễ. Và Môi-se là gì? Cũng như lãnh đạo dân Do Thái. Một người lãnh đạo mà nước Do Thái hay người dân Do Thái họ rất là, phải nói là kính nể và tôn trọng. Cho nên Jochebed xuất hiện chỉ có một lần ở trong Kinh Thánh. Và nghĩ người nữ này sau đó im lặng. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng đời sống của bà tạo ra những anh hùng của Đức Chúa Trời. Bà im lặng ở trong Kinh Thánh ít nhắc tới bà. Nhưng bà tại sao các con bà đều là những người hầu việc Đức Chúa Trời ở vị trí rất là đặc biệt. Chúng ta mở ở trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 2, từ câu 1 tới câu 10, chúng ta sẽ thấy xuất hiện bà ở đây. Trong lúc này thì dân sự ở tại đất Ai Cập. Cái câu số 1, bây giờ có một người thuộc dòng dõi Lê Vi cưới một cô gái Lê Vi làm vợ. Đây là cha mẹ của Môi-se từ dòng dõi Lê Vi. Cho nên chúng ta biết dòng dõi Lê Vi là dòng dõi gì? Dòng dõi của những thầy tế lễ được chọn lựa và được biệt riêng. Cho nên hai người lấy với nhau. Thì lúc bấy giờ, câu thứ hai, nàng thụ thai và sanh một con trai. Rồi thấy đứa bé kháo khỉnh, nàng đi giấu trong 3 tháng. Tại sao đi giấu? Lúc bấy giờ chúng ta biết rằng dân Israel phát triển rất là mạnh và nhanh. Cho nên á, khi mà những người mụ tới đỡ đẻ đó, thì nói rằng vua Pharaoh nói rằng tên đó trên bàn xanh á, nếu mà con gái thì giữ, con trai thì làm sao cho nó chết, không có để con trai lại. Tại vì họ muốn phải nói rằng tiệt giống, hay là muốn tiêu diệt dân Do Thái. Cho nên hai cái người mụ này, ở người Hebrew này tới đó, thì hai bà tới thì hai bà không có làm hại tới những đứa con trai. Thì vua Pharaoh hỏi tại sao vậy? Tại sao tôi đã biểu vậy mà bà không giết? Thì bà nói rằng người Hebrew lạ lắm, khi mà tôi đến đó thì họ đã sanh rồi, cho nên tôi không thể nào giết được. Chính vì cái sự kính sợ Đức Chúa Trời của hai bà mụ này mà hai bà được thịnh vượng. Cho nên khi mà Môi-se sanh ra ở trong hoàn cảnh này, là sanh ra là phải giết chết.
Còn nếu không giết chết á, thì ông biểu dân chúng như thế nào? Hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hebrew xuống sông hết, con gái thì để cho sống. Phải nói là một sự tiệt chủng đó. Biểu dân chúng hả, thấy người Hebrew nào mới sanh ra giết từ trong trứng nước, có nghĩa là vừa sanh ra giết liền, mà giết không được thì đem quăng, đem ném xuống sông. Cho nên ở trong cái cảnh rất là dễ sợ và hỗn loạn đó, nên chúng ta thấy rằng bây giờ bà Jochebed phải làm sao với đứa con trai này. Đứa con trai là đứa con út, đứa đầu, đứa giữa là Aaron và đứa này là đứa út. Thì bà không biết làm sao. Bà thấy đứa này khôi ngô, tứng tú, dễ thương quá, bà không nỡ nào giết con, thì bà đem giấu. Còn nếu mà bà không đem giấu á, thì người ta thấy á, những dân ở đó thấy thì sẽ đem đứa trẻ này bà quăng xuống sông. Chúng ta thấy nghĩ giống như con của Dạ Thảo đi, mà bây giờ nó mấy tháng rồi, 5 tháng rồi, mình thấy nó dễ thương không? Và lúc này đứa trẻ này đã 3 tháng rồi, mà 3 tháng mà giữ nữa thì không được, tại từ sơ sinh phải quăng xuống sông cho chết rồi. 3 tháng làm sao giữ, mà giữ hoài thì cũng không được. Thì lúc đó bà không còn cách nào khác, bà mới làm một cái rương nhỏ, trét chai đồ lên, bắt đầu để đứa trẻ vô, và bà thả xuống dòng sông. Thì khi thả xuống dòng sông đó, thì bé Môi-se nằm trên dòng sông, thì bà kêu Miriam là đứa con gái, con cứ đi theo đi, con cái thúng nó trôi tới đâu để con biết em con là như thế nào. Thì lúc bấy giờ Miriam đi theo, và Chúa làm lạ là lùng lắm. Thì lúc đó có một công chúa tắm ở dưới và thấy Môi-se, thì bắt đầu bà dớt lên. Bà dớt lên, bà nói ô, đứa trẻ này con của người Hebrew nè, đáng lẽ là bà thả dưới sông cho nó chết, tại vì theo lệnh của vua là phải quăng nó xuống sông cho nó chết. Nhưng mà lúc đó đó, Chúa làm sao cho bà, tấm lòng bà đó, thì bà cảm thương được đứa trẻ và bà muốn cứu sống đứa trẻ đó. Thì lúc bấy giờ cái người chị đó đang đứng đó, thì người chị hỏi chứ, bà ơi, bà có muốn vú để nuôi đứa trẻ này không? Thì bà này đồng ý. Thì cái cô gái này mới chạy về kêu mẹ tới. Và Chúa làm lạ lùng là khi kêu bà tới, thì bà có dám nhìn con bà không? Không. Phải không? Đây là cái sự khôn ngoan. Bà không có dám nhìn con bà. Thì cái người công chúa này á, nói với bà, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta đi, rồi ta sẽ trả tiền công cho. Khi nào nó lớn đó, thì hãy đem vào, rồi bà ẵm đứa trẻ này về nuôi dưỡng. Khi đứa bé lớn khôn ngoan, bà đem nó vào cho công chúa. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài làm phép lạ trên một người nữ kính sợ Chúa. Thay vì ở trong giai đoạn đó bà phải nghe lời chính quyền, nghe lời vua để đem giết con mình, phải không? Tại vì ai cũng làm vậy hết, và nhiều người cũng bị làm như vậy. Nhưng bà có một cái sự khôn ngoan, không biết sợ, bà giữ lại. Và sau đó bà giấu con bà bằng cách bỏ vô cái thúng và đẩy trên dòng sông. Nếu ai có nói ô, tôi cũng nghe lời, tôi quăng xuống dòng sông vậy, thì trước mặt vua bà cũng không có lỗi nữa, tại vì tôi đã quăng rồi. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài có một cái chương trình. Bởi nhờ người vợ này, nhờ bà Jochebed, nhờ người mẹ này, có một cái sự tinh kính và cái sự khôn ngoan, biết cách làm như thế nào để cho con mình không bị chết trên dòng sông. Quý vị ơi, hiện nay chúng ta cũng vậy. Ở giữa một thế giới này, con cái chúng ta không xong, nhiều khi chúng ta quăng nó dưới sông hồi nào không hay. Không phải đơn giản, có nghĩa là nếu mà chúng ta không dạy dỗ nó trong cái sự kính sợ Chúa, yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta đã quăng nó dưới sông rồi đó. Không phải đơn giản đâu. Rồi nó, tại vì nó học theo những cái điều gì ở ngoài đời, nó bắt rất là kịp ở ngoài đời, mà lời của Chúa thì không có nắm bắt. Cho nên trong giai đoạn này là giai đoạn rất là khó khăn cho bà Jochebed. Nhưng Chúa ban cho bà sự khôn ngoan để bỏ con cái mình vô một cái thúng.
để đẩy đi trên dòng sông. Và nhờ như vậy đó mà Đức Chúa Trời ban phước cho bà. Tại vì trong lòng bà đã muốn giữ đứa trẻ này lại. Và chúng ta biết rằng những người Lê Vi là dòng dõi thầy tế lễ thì Đức Chúa Trời bao giờ cũng yêu thương và chọn lựa. Cho nên quý vị ơi, quý vị mà yêu mến Đức Chúa Trời, quý vị thuộc dòng dõi của thầy tế lễ rồi, tôi nói thật, con cái quý vị sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ. Và sự bình an của chúng nó lớn lắm. Phần chúng ta cứ một mực trung tín với Chúa đi, yêu mến Chúa hết lòng đi. Hãy là một người nữ của sự cầu nguyện, hãy là một người nữ của sự tin kính, và hãy là một người nữ của sự trung thành. Hãy làm cái điều này. Khi chúng ta mà hết lòng làm cho Chúa rồi, tôi bảo đảm Đức Chúa Trời sẽ trả lời chúng ta đến độ mà chúng ta không ngờ được. Không ngờ được quý vị ơi. Chưa phải là cuối cùng. Ở trong chúng ta có những ai là con cái mà ở trong giai đoạn gì, phải nói rằng Chúa nói chưa tới cuối cùng con. Con hãy nhìn xem công việc mà ta làm trên con cái của con. Khi con hết lòng trung tín với ta đi, không có lời cầu nguyện nào của con mà ta bỏ qua. Chỉ có khi nào chúng ta bỏ cuộc thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bỏ cuộc. Nhớ nha, Đức Chúa Trời không bỏ cuộc. Chỉ có chúng ta give up là chúng ta bỏ cuộc thôi, chúng ta không tiếp tục. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ cuộc. Và chúng ta thấy rằng Chúa đãi bà, đãi là sao? Đưa con bà, chính bà nuôi đứa con mình. Thời đó đâu có ai được vậy đâu, phải không? Nhưng mà chính bà nuôi đứa con mình. Không những nuôi đứa con mình mà còn được trả tiền nữa kìa. Có phải không? Mình nuôi con mình mà người khác trả tiền cho mình nuôi nó. Mình không có thấy là thấy một cách dư dật không? Dư dật. Không phải nuôi con đã được nuôi rồi mừng thấy mồ ôm đứa con về mừng hết lớn rồi á, phải không? Tưởng nó chết mà bây giờ nó sống, phải không? Cho nên bây giờ đã nuôi mà còn có tiền nữa. Một sự dư dật nói lên cái ân huệ mà Chúa ban cho. Cho nên ân điển là như vậy đó quý vị. Là những người không xứng đáng nhưng mà Chúa vẫn cho. Giống như ok, con làm như vậy, bây giờ ta thấy con rất là thương đứa trẻ này, con muốn vậy, ta cho đứa trẻ này cho con, đồng thời ta cho tiền con nuôi luôn. Cho nên trong cuộc đời của một người lãnh tụ vĩ đại là Môi-se của dân Do Thái, có một người mẹ rất ư là kính sợ Chúa. Ông là người chạy trốn, phải không? Chúa kêu ông cũng sợ nữa. Ông cũng từ chối. Ông nói miệng mồm ông, phải không? Ông bị miệng mồm ông nói không rõ. Ông nói đủ thứ trò hết để ông từ chối cái sự kêu gọi của Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn chọn ông, vì Chúa biết tấm lòng ông. Ông chỉ sợ thôi, nhưng mà ông có tấm lòng yêu mến Ngài. Tại vì ông được sự nuôi dưỡng bởi bà Giô-kê-bết, một người mẹ của sự tin kính. Dạ, một người mẹ của sự tin kính. Cho nên cuộc đời của Môi-se, ông rất là có phước vợ nhờ người mẹ tin kính. Cho nên quý bà ơi, quý bà quan trọng ở trong gia đình lắm nha. Đừng bỏ cuộc nha. Đến chừng nào mà chúng ta nhận được phần thưởng thôi. Mà khi nhận rồi chúng ta không phải nhận theo cái lời cầu nguyện của chúng ta đâu. Ngài còn cho hơn cái lời cầu nguyện của chúng ta nữa kìa. Giống như bà Giô-kê-bết không những được con mà còn được tiền. Cho nên Ngài cho nhiều hơn cái điều mà chúng ta cầu nguyện. Trong những ngày sắp tới quý vị sẽ thấy Power Love có nhiều phép lạ xảy ra lắm. Mọi người amen, mọi người được nha. Có rất nhiều phép lạ xảy ra bởi đời sống của những người quỳ xuống cầu nguyện Đức Chúa Trời. Dạ, yeah. Amen, cảm ơn Chúa. Cho nên cái đức tin của Timôthê cũng vậy. Đức tin Timôthê nhờ ai? Dạ, yeah, nhờ bà ngoại là Lô-ích và nhờ mẹ là Ơ-tích. Đức tin của Timôthê là một đức tin của người mục sư. Mà mỗi lần nhắc tới Timôthê là ông Phao-lô khóc à. Tại vì thương Timôthê lắm. Timôthê hiền mềm mại. Và bây giờ chúng ta thấy rằng qua một người nữa, tôi nói tên cho hội đánh đón người này là người nào. Tôi sẽ nói người này là Sê-phô-ra. Chúng ta sẽ học ở Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 4
từ 24 tới 26. Hôm nay chúng ta làm quen với những người nữ mà chúng ta chưa biết, phải không? Hay là chúng ta có đọc qua nhưng mà chúng ta không để ý tên, vì họ không có nhiều ở trong những đoạn kinh thánh. Họ được nhắc rất là ít ở trong kinh thánh. Dạ, nhưng mà họ là những người rất là quan trọng ở trong kinh thánh. Sephora xuất Ai Cập ký đoạn 4 từ câu 24 tới câu 26. Tôi xin đọc. Dọc đường tại một quán trọ, Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se và tìm cách giết ông. Cũng Môi-se nữa, hồi nãy là một người mẹ phải không? Bây giờ có chuyện gì mà Đức Giê-hô-va chuẩn bị tìm cách để giết ông này? Sephora, chúng ta thấy bà xuất hiện ha. Sephora lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình, rồi lấy nó chạm vào chân của Môi-se, hay là quăng lại chân Môi-se, và nói: thật, chàng là một người chồng quyết của tôi. Đức Giê-hô-va tha cho Môi-se trong việc cắt bì này, mà Sê-phô-ra nói: chàng là người chồng quyết. Có hai câu nói về bà. Sê-phô-ra, mọi người làm quen, đó là vợ của Môi-se. Bà là người Ma-đi-an. Bây giờ quen chưa? Tập quen ha. Đây là một cái đoạn kinh thánh mà chúng ta thấy rằng khi mà Môi-se trốn qua Ma-đi-an để ở đó 40 năm để chăn chiên cho ông gia của mình, thì Sê-phô-ra là con gái trong những đứa con ở đó. Thì chúng ta thấy rằng á, khi mà được Chúa kêu gọi rồi, khi mà Chúa kêu gọi Môi-se trở về Ê-díp-tô để cứu dân Do Thái đó, thì Môi-se không có đem vợ và con mình đi. Cho nên chúng ta thấy rằng đoạn sau nữa thì Giê-trô là cha vợ của ông mới dẫn con gái và hai đứa con cháu mình tới gặp và giao cho Môi-se. Cho nên những cái giai đoạn mà ở trong những cái phép lạ ở xứ Ai Cập dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập á, thì không có thấy xuất hiện vợ và con của Môi-se. Thì trong dọc đường mà họ nghỉ tại quán trọ thì Đức Giê-hô-va hiện ra mới với Môi-se và tìm cách giết ông. Tại sao Chúa lại tìm cách giết ông? Trong khi đó, ông là người được Chúa kêu gọi cho chức vụ, cho sứ mệnh, mà tại sao lúc này Chúa lại tìm cách giết ông? Quý vị có thắc mắc tại sao như vậy không? Nếu mà giết ông rồi sao? Thì Chúa đã biểu ông đi rồi, và ông dâng lệnh Chúa đi. Ông đi trên đường là gửi vợ về bên nhà vợ thôi, mà tại sao Chúa tìm cách giết? Thì chúng ta biết rằng lúc này ông có một cái trận bệnh, phải nói rằng gần như gần chết. Chúng ta biết rằng chỉ có dân Do Thái họ mới cắt bì thôi. Khi mới sanh ra mấy ngày thì họ sẽ cắt bì. Đây là mà giao ước Đức Chúa Trời với họ ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17 từ câu 13 tới câu 14 đó. Đây là lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Abraham. Cho nên những người dân Do Thái họ hiểu cái giao ước này. Câu 13: các người được sinh ra trong nhà lẫn những người mua về bằng tiền đều phải cắt bì. Có nghĩa là dân sự cắt bì và những người mua về làm nô lệ, họ bước vô nhà của Đức Giê-hô-va, bước vào dân sự thì họ phải cắt bì. Như thế giao ước của ta trên thân thể của các con là giao ước đời đời. Cho nên giao ước cắt bì là giao ước ở trên thân thể. Đây là giao ước đời đời, không bao giờ thay đổi. Câu 14: người nam nào không chịu cắt bì, tức là không cắt da quy đầu, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi dân chúng, vì người đó đã phá vỡ giao ước của ta. Cho nên khi đọc cái điều này, chúng ta đã thấy có ánh sáng điều gì ở đây chưa? Tại vì Môi-se cưới người Ma-đi-an, nhưng mà ông không có làm cắt bì cho hai đứa con ông. Mà cái phép cắt bì, nếu mà không cắt bì á, thì phải bị đuổi ra khỏi dân sự, không được ở trong dân sự, vì chính người đó đã phá vỡ giao ước. Cho nên nếu Môi-se không cắt bì cho con, có phải ông là người phá vỡ giao ước giữa ông với Đức Chúa Trời không? Yeah. Một người lãnh tụ đi về giải phóng một cái đất nước, một cái dân tộc,
không thể nào mà không cắt bì cho con được. Tại làm vậy là làm không, kiểu như làm sai luật pháp của Chúa. Mà làm sai luật pháp của Chúa thì làm sao đứng trong giao ước được? Mà không đứng trong giao ước thì làm sao giải phóng nhân sự? Giống như một người mà không tin Chúa, người đó không bao giờ đuổi quỷ được. Phải không? Chúng ta nhớ mấy người con không? Bảy người con của thầy tế lễ Sê-va không? Đuổi được không? Không. Tại họ không phải là con cái của Chúa. Họ không có tin Chúa Giê-xu. Họ không đứng, họ không là con cái thì họ không thể nào đuổi quỷ được. Ma quỷ hỏi, họ là ai vậy? Chúa Giê-xu ta biết, Phao-lô ta biết, còn các ngươi là ai? Cũng vậy, nếu Phao-lô, nếu mà Môi-se không cắt bì cho con, thì con cái của ông không ở trong giao ước, và ông cũng không có làm đúng giao ước cái điều đó, thì làm sao ông có thể nào làm lãnh tụ của một dân tộc khi ông không ở trong giao ước của Đức Chúa Trời? Chúng ta thấy rõ cái điều này không? Cho nên Chúa mặc dù kêu gọi cái người đó, nhưng mà sự kêu gọi bao giờ cũng gắn liền với cái sự thuần phục, quý vị. Thuần phục mà thuần phục từ ở trong gia đình, chứ không phải ở ngoài. Cho nên chúng ta thấy rằng ông là một người lãnh tụ vĩ đại, cho nên cái sự thuần phục đòi hỏi cao lắm. Cho nên cái mức độ mà quý vị thích, ai cũng thích là Chúa nâng mình lên, phải không? Nhưng mà song song với cái điều đó đó, khi Chúa nâng mình bao nhiêu thì Chúa đòi hỏi cái sự thuần phục của mình bấy nhiêu. Chúng ta nhớ cái điều này nha. Không có sự thuần phục, Ngài không có nâng chúng ta lên được. Giống như trường hợp Môi-se, Ngài tìm cách giết ông. Và lúc đó đó, ông bị một cái trận bệnh rất là nặng, tưởng chừng như ông sắp chết. Thì lúc đó Sê-phô-ra là vợ của ông, lúc này bà hiểu không? Bà hiểu. Bà hiểu được ý định của Đức Chúa Trời. Bà biết được cái điều này. Không phải là một người đàn bà ngu muội, mà là một người đàn bà khôn ngoan. Một hồi chúng ta sẽ thấy có những người đàn bà ngu muội, phải không? Để chúng ta tránh và chúng ta học cái sự khôn ngoan. Thì lúc này Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương miệng của con mình liền. Chúng ta lúc, chúng ta nếu mà chúng ta là một người nữ đi, lúc đó mà chồng mình đang bạo bệnh mà tưởng như gần chết, thì mình phải lo cho chồng chứ, phải không? Tại ổng sắp chết rồi, mình phải làm như thế nào? Kêu cầu cứu bất cứ người nào, kêu tất cả bác sĩ rồi bất cứ cái gì lại để cứu người này, cứu chồng của mình, tại vì sắp tắt hơi rồi. Nhưng mà bà làm chuyện khác. Lúc đó bà hiểu được, bà hiểu rồi, đây là nguyên nhân, chỗ này không phải, bệnh này có nguyên nhân, không phải tự nhiên mà bệnh. Chúng ta thấy ông chú ban cho bà cái sự khôn ngoan. Nếu mà chúng ta nằm ở trong giai đoạn đó, lúc đó phải kêu 911 tới, phải không, để có thể cứu người đó, đem tới bệnh viện đủ thứ. Nhưng mà lúc đó bà không làm, bà nhảy tới, bà lấy cái dao, bà cắt dương miệng của con bà liền. Cắt xong bà quăng chỗ Môi-se, quăng vào chân Môi-se. Và bà nói rằng thật, đây là người chồng quyết của tôi nè. Có nghĩa bà nói rằng Môi-se, đáng lẽ anh phải làm cái điều này, mà tại anh không làm, bây giờ em phải thế anh làm. Chỉ khi nào em làm cái điều này thì Đức Chúa Trời mới nguôi cơn giận mà thôi. Giống như Jonah, quăng tôi xuống biển đi thì tàu sẽ được bình an. Tại vì tôi biết là tại tôi mà Chúa làm cái tàu này sắp chìm giữa biển. Cho nên lúc đó ông hiểu chứ, ông hiểu tại tôi. Cho nên quý vị ơi, muốn sóng biển ngừng lại thì hãy quăng tôi xuống biển. Lúc này bà Sê-phô-ra hiểu được cái nguyên tắc của vấn đề là phải làm cái điều này để cứu chồng của mình. Cho nên khi bà làm điều này, bà quăng lại Môi-se, thì lúc đó Môi-se tỉnh lại, cái cơn bệnh hạ xuống. Có nghĩa là máu của con ông, máu của con Môi-se đổ ra để cứu mạng ông. Vì khi mà gia đình của Môi-se dâng lời cắt bì để bước vào giao ước thì tai họa ngừng liền. Cho nên đây là một điều mà khi chúng ta thấy tai họa tới, đừng cuống cuồng và hỏi rằng Chúa ơi, cái điều gì ở đây đây? Chúa muốn con làm cái điều gì? Hay con có sai thật cái điều gì ở đây? Chỉ cho con để con chỉnh sửa lại. Hãy bình tĩnh hỏi Chúa. Giống như Môi-se, bà vợ của Môi-se Sê-phô-ra bình tĩnh và làm cái chuyện này. Đáng lẽ là chồng làm,
Nhưng bây giờ chồng bị như vậy, bà đứng ra bà thế để bà làm. Cho nên có những cái lúc mà người chồng không hiểu được cái chuyện đó, mà người vợ Chúa ban cho cái sự khôn ngoan á, đứng kế bên. Đây là giai đoạn mà chúng ta giúp đỡ người chồng, phải không? Đây là một cái giai đoạn mà chúng ta giúp đỡ người chồng. Cho nên một lần nữa chúng ta thấy rằng Môi-se được cứu bởi vợ của mình. Lần đầu Môi-se được cứu bởi mẹ của mình. Và lần thứ hai Môi-se được cứu bởi vợ của mình. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự thuần phục, bà biết rằng bà là người dân ngoại thiệt, nhưng mà bà hiểu được nguyên tắc này, và bà chấp nhận để dâng chồng bà đi để hầu việc Đức Chúa Trời. Đây là một việc làm nói lên cái sự đồng công trong việc hầu việc Đức Chúa Trời giữa chồng với vợ. Còn nếu không, nếu bà không chịu, bà cũng đâu có làm điều này đâu, phải không? Nhưng mà bà Sephora là vợ của Môi-se, bà đã đồng ý. Cho nên bà nói rằng chàng là người chồng quyết là gì? Là chàng được cứu, được sống lại hay được cứu lại, cứu chuộc lại bởi quyết của con của anh. Khi mà chúng ta đầu phục Chúa, làm phép cắt bì, thì chính cái điều đó đã cứu sống, đã cứu sống Môi-se. Cho nên bà gọi Môi-se là người chồng quyết của tôi, là bởi những cái giọt quyết đó ở trong sự dâng lời mà chồng của bà được cứu. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên cái điều này rất là quan trọng trong ý nghĩa. Nhiều khi mình đọc, ô, ý nghĩa người chồng quyết hoặc là quyết lan có một ý nghĩa như thế nào ha. Hôm nay Chúa bày tỏ điều này cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng Sephora là một người hiểu biết được sự hoạn nạn đến từ đâu. Nhưng mà có một người ở trong Kinh Thánh cũng là một người nữ, không hiểu được cái hoạn nạn đó đến từ đâu, mà quay lại còn sỉ vả nữa. Cái người nữ này chắc mọi người quen phải không? Người này không quen nữa thôi ạ. Người kia có thể không quen, nhưng mà cái người này phải quen phải không? Amen. Rồi, mọi người có thể nhắc phải không? Phải vợ ông Gióp không? Dạ. Cũng hai trường hợp xảy ra, phải không? Ma quỷ tới, ma quỷ kiện cáo. Tại sao kiện cáo ông Gióp? Satan thưa với Đức Giê-hô-va, nhưng bây giờ Chúa thử giơ tay đánh vào tất cả những gì thuộc về ông ta, xem ông ta có phỉ báng Chúa ra mặt không. Giờ ra tay đánh hết đi, phá vỡ hết tất cả những gì mà Chúa ban đi, thử coi ổng có phỉ báng Chúa không biết. Đây là một cái sự thử thách đưa tới để xem xét cái tâm tánh của ông Gióp trong cái thời kỳ này như thế nào. Bây giờ thuận lợi, ô, con yêu mến Chúa, con cầu nguyện đủ thứ hết, phải không? Con ngợi khen Chúa, nhưng bây giờ cùng một ngày bò lừa chiên đều sạch hết rồi, con cái cũng chết hết, thì thử coi ông có phỉ báng Chúa không? Thử đi, Đức Chúa Trời thử đi, tôi sẽ biết nè, ông này tại vì Chúa ban phước cho ông thôi, chứ mà lấy lại coi là ông sẽ phỉ báng Chúa liền á. Cho nên đây là một cái thử thách để biết được tâm tánh của một con người. Cho nên quý vị ơi, có khi quý vị ở trong một cái sự thử thách rất là khó khăn để lòi ra cái tâm tánh của mình đó. Đây nè, đây là cái thử thách đó. Thì lúc bấy giờ á, thì chúng ta biết rằng ông Gióp ông trỗi dậy, xé áo mình và cạo đầu, ngồi sắp mình xuống mà thờ lại và nói: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Cho nên mỗi người Chúa sẽ cho thử thách riêng. Có người thích tiền, mất tiền sợ lắm, Chúa sẽ cho đụng tới tiền. Có người cưng con quá, Chúa sẽ cho đụng tới con. Bất cứ cái điều gì mình cảm thấy mình cưng, mình giữ, có người rất là coi trọng mặt mũi, Chúa sẽ cho đụng vô mặt mũi. Lạ lùng lắm. Cho nên cái này chúng ta thấy rằng Chúa đụng gì? Đụng vô con cái, đụng vô tài sản. Tại vì ma quỷ nó chỉ cần đụng vô vậy là ổng phỉ báng, không cần làm gì khác hết.
và Chúa đã cho. Chúa đã cho đụng vào. Chúng ta nhớ một người mà một người đàn ông mà giàu có không? Ông lại nói với Chúa: Chúa ơi, tôi làm đủ hết điều răn của Chúa, không có điều gì tôi không làm hết. Vậy hỏi Chúa có điều gì mà Chúa dạy tôi để tôi làm không? Chúa nói: bây giờ chỉ một điều thôi, về bán hết gia tài đi rồi theo ta. Rồi sao sao rồi quý vị, sao ông có bán không? Không, ông đi mà buồn hiu à, lại đụng vô tiền rồi. Đúng phải không? Đụng vô tiền. Cho nên mỗi người chúng ta có một cái điểm riêng, có cái sợ riêng, cho nên không có gì Chúa sẽ đụng vô cái sợ của mình để xử lý mình nha. Dạ. Cho nên Satan thì nói rằng ông cứ đụng vô, Chúa cho phép đụng vô tài sản, đụng vô con cái đi, ông sẽ phỉ báng Đức Chúa Trời mà coi. Nhưng mà ông thì không có phỉ báng. Nhưng mà ai phỉ báng? Dạ. Ông thì không phỉ báng rồi, nhưng mà lội ra vợ. Bây giờ vợ giớp nói: ủa, ông còn giữ tấm lòng trọn lành sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Dễ sợ không quý vị? Bây giờ tại sao còn giữ tấm lòng trọn lành? Đức Chúa Trời đâu ban phước cho anh nữa đâu, đâu ban phước cho gia đình, lấy đi hết rồi. Bây giờ tại sao còn kính sợ Chúa, còn yêu mến Chúa, còn đi thờ phượng, còn đủ thứ vậy? Cho nên ma quỷ nó sẽ đánh vào chúng ta, đánh vào chúng ta những cái điều đó, để chúng ta: ô, tại sao giờ anh còn trọn thành vậy với Đức Chúa Trời, với hội thánh vậy? Bỏ đi, sẽ đi một hội thánh khác cũng được vậy? Đó là những cái mà ma quỷ nó đánh vô quý vị. Nó đánh vô này. Bà Gióp cũng bị cái điều này. Tại vì Chúa cho thử thách ông Gióp là thử thách về tâm tánh, hay là con người, hay là tánh tình, phải không? Bây giờ lấy hết rồi, con sao? Con phải dựa vào cái điều đó không? Hay mà bây giờ không có đó, con cũng yêu mến ta. Và ông Gióp nói: Chúa có quyền cho, mà Ngài cũng có quyền cất đi. Ông ngợi khen Chúa. Bây giờ Chúa cho cũng ngợi khen, mà không cho cũng ngợi khen. Thì trong 9 giờ phút đó thì Satan nó thua, phải không? Mặc dầu như thế nào, con cũng yêu mến Chúa. Con không bị bởi vì những cái điều đó, không phải người ta đối xử tốt con yêu mến Chúa, mà người ta đối xử tốt xấu con thì con lại không. Không phải vậy. Nhưng mà mặc dầu như thế nào, Chúa cho phép xảy ra, con vẫn yêu mến Ngài. Cho nên chúng ta thấy hai trường hợp. Một là vợ của Môi-se, bà biết cái hoạn nạn này đến nè, từ cái sự không vâng lời, bà xử lý cái điều này liền, phải không? Còn vợ của Gióp á, lại không hiểu. Không hiểu cái đó là do cái sự thử thách. Cho nên bà là người bị dính vào. Ông Gióp không dính, nhưng bà dính, phải không? Bà dính. Cho nên là con cái Chúa, không có điều gì mà Ngài không cho phép xảy ra. Hãy thỏa lòng với những cái điều mà Chúa cho phép xảy ra trên quý vị cũng như trên tôi, vì Ngài có cách dạy dỗ chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ lăn lộn trong cái sự buồn bực hoài, mệt lắm. Amen. Không có niềm vui ở trong cuộc sống. Cứ hỏi Chúa ơi, tại sao hoài? Tại cho ta cho vậy đó. Ngài có quyền, khi mà nói tại ta cho vậy thì sao? Ok đi, nhận lấy cái điều này. Cảm ơn Chúa. Amen, cảm ơn Chúa. Rất là tốt lành. Rồi một người đàn bà nữa mà tôi có thể nhắc đến, đó là Herodia. Mác đoạn 6 câu 17. Số là Herod đã sai người đi bắt dân và trói lại giam trong tù. Chúng ta biết rằng tại sao ông đi bắt. Tại vì vua Herod đã cưới Herodia, vợ của Philip, em vua, làm vợ. Câu 18, vì dân đã can rằng bệ hạ lấy vợ của em mình là điều trái luật pháp, nên Herodia căm ghét dân và muốn giết đi. Nhưng bà không thể giết được, vì vua Herod sợ dân, biết ông là người công chính và thánh thiện, nên vẫn che chở cho ông. Vua thích nghe dân nói, dù mỗi lần nghe xong lòng vua thường bối rối. Chúng ta thấy rằng ông đi cưới một người vợ là em của ông,
Cho nên ông Giăng Báp-tít lại đến nói rằng ông làm như vậy là sai, không có đúng. Thì ông giận quá mới bắt Giăng bỏ vô tù, mà ông không dám giết. Tại ông biết giết Giăng một cái thì ở ngoài ta biết Giăng là thiên tri, cho nên dân sẽ nổi loạn. Đồng thời ông biết Giăng là một người rất là thánh thiện, kính sợ Đức Chúa Trời. Tại vì chúng ta biết rằng một người thiên tri mà dám nói với vua là không phải chuyện dễ. Người đó không biết sợ con người mới dám nói với vua, phải không? Tại nói với vua thì đầu lìa khỏi cổ. Cho nên Giăng không biết sợ, Giăng không có tiếc mạng sống mình là quý, giống như Phao-lô vậy. Ông tới nói với vua Hê-rốt, và chính điều đó mà vua Hê-rốt đã bắt ông nhốt. Và Hê-rô-đia thì rất là ghét Giăng, tìm cách giết ông. Tại vì ông nói lên cái điều thật, nói lên những cái điều mà bà đang làm, điều mà bà phạm tội. Thay vì một người nghe được tội lỗi mình, họ ăn năn. Còn cái này bà không ăn năn, bà không có chấp nhận tội lỗi và không có chịu lắng nghe. Mà khi bà không chấp nhận tội lỗi, bà không lắng nghe, thì tôi đố ông bà chị em chuyện gì xảy ra? Nếu mà người ta nói xấu mình mà mình không chịu lắng nghe, lúc đó chuyện gì xảy ra? Hả? Lúc đó trong lòng mình sao? Nuôi hận, phải không? Tại người ta nói ra cái những điều của xấu của mình để cho mình không sửa, mà mình để mình sửa mà mình không chịu sửa, thì mình sẽ quay lại nuôi hận trên người ta và tìm mọi cách. Tại vì khi bà có nắm uy quyền trên tay á, thì bà tìm mọi cách để giết, tại vợ của vua mà. Như hoàng hậu Jezebel có tìm cách giết không? Giết. Tại một người có quyền lực trong tay thì họ giết rất là dễ dàng. Còn nếu mà người không có quyền lực trong tay thì sao? Giết bằng cách khác, phải không? Giết bằng cách khác à? Không giết chém đầu mà giết bằng cách khác. Tại vì ở trong lòng nuôi cái sự giữ ở trong lòng. Có ai để lửa trong người mà quần áo không bốc cháy không? Phải không? Đó là lửa. Lửa gì thôi? Nếu lửa thánh linh thì ok. Mà lửa của sự hờn giận, hận thù á, nó sẽ đốt cháy mình trước á. Đốt cháy mình. Cho nên bà nuôi cái hận, tìm cách để giết ông Giăng. Mà một người mà họ nuôi hận thù, họ là những người ở trong tù. Bà thì có quyền sanh sát trên tay. Còn nếu mà không có chịu thay đổi, nói tới kia, người ta nói tới kia điều đó, mình rất là khó chịu hoài á, quý vị ơi, làm cho mình khổ lắm. Mình tự nhốt mình trong tù, hoặc là mình nuôi hận bằng cách là nghe tới người đó, mình muốn nói xấu người đó không à. Lạ lùng vậy á. Nghe tới người đó, nghe tới tên đó là bắt đầu muốn nói xấu, mà muốn kiểu như hạ người ta xuống. Cho nên cái sự hận thù ở trong lòng một con người rất là dễ sợ. Không phải nữ mà cả nam chúng ta cũng vậy, phải không? Tại vì cái tội lỗi nó không có trừ ai hết. Nó không có trừ phái nam, phái nữ gì hết. Nó không trừ dân tộc, ở đâu nó cũng đi tới hết. Cho nên khi mà chúng ta nghe một người nói xấu một người khác, nó khác hoài, chúng ta biết rằng họ có sự hận thù ở trong lòng. Họ nuôi cái điều đó, tại họ nuôi lửa, cho nên lửa sẽ đốt cháy họ là như vậy. Cho nên một ngày đó đó, thì nhằm vào ngày sinh nhật của vua Hê-rốt á, thì bắt đầu mở tiệc. Thì bà đưa con của bà vào nhảy múa cho vua Hê-rốt coi. Mà con của bà nhảy múa tốt quá, đẹp quá. Thì bắt đầu vua Hê-rốt nói rằng bây giờ á, con muốn xin trẫm điều gì ta cũng ban cho. Bây giờ ban cho nửa gia tài ta cũng ban nữa. Thì cô gái này đâu biết xin gì, cái vào hỏi mẹ: mẹ ơi, bây giờ mình xin gì? Thì lúc đó bà Hê-rô-đia nói xin gì quý vị biết không? Xin cái đầu của Giăng. Ghê chưa? Chờ có nhiêu đấy thôi. Bởi vì khi mà chúng ta nuôi hận đó, chúng ta sẽ trở thành một người ác hồi nào không hay. Bởi chúng ta nói rằng cái người nào mà ác là họ đã nuôi cái sự hận thù, cái sự cay đắng, cái sự không tha thứ. Bởi Chúa kêu mình tha thứ là vậy đó quý vị ơi. Nó sẽ ở trong mình, kiểu như nó
giống như nó đài đọ mình vậy. Cái đời sống mình không có niềm vui, khổ sở lắm. Cái đời sống mình cái bị nghẹt ngồi, cho nên khi nói ra không có còn cái lời ân hậu nữa. Để ý coi. Dạ. Cho nên á, khi mà hỏi cái điều này, bắt đầu bà nói rằng: bà xin, hãy nói với vua là con xin cái đầu của Giăng Báp Tích đi. Lập tức con của bà vô nói vậy. Lúc này vua sợ quá, ông không có muốn giết ông Giăng, tại biết Giăng là ai rồi. Nhưng bây giờ ông lỡ hứa rồi sao? Cho nên ông phải chịu cái điều này. Và rốt cuộc Giăng bị chém đầu bởi Herodia, hay gọi là Jezabel đó quý vị. Phải Jezabel là linh của sự tà dâm mà giết Heli không? Và bây giờ Giăng là mang cái tinh thần của Heli, cho nên Giăng cũng bị Herodia giết, có nghĩa là Jezabel giết á. Phải bà tà dâm không? Dạ, bà tà dâm. Cho nên tiên tri á, thì thường có những cái tiên tri Jezabel chạy theo để hãm hại tiên tri của Đức Chúa Trời. Cho nên đời sống của bà là một đời sống ảnh hưởng không quý vị? Ảnh hưởng. Ảnh hưởng trên con cái của bà. Vì cái điều bà làm là cái điều bà dạy con. Dạy con gái mình giết người. Cho nên Chúa nói rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết là gì? Vì các nguồn sự sống từ ở trong đó mà ra. Cho nên quý vị ơi, những người nữ của chúng ta đứng bên cạnh người nam quan trọng lắm. Nhiều khi người nam họ là những người nóng tánh, phải không? Nhưng mà có người nữ ở bên á, để người nữ khuyên và nói mềm mại lại á, thì gia đình chúng ta rất là đỡ nhiều lắm, phải không? Đỡ rất là nhiều trong những cái điều đáng tiếc xảy ra. Chứ nếu mà một người nữ mà còn đổ dầu vô lửa nữa thì cái nhà nó cháy à. Đốc vô nữa thì nhà nó cháy. Giống như hộp bển Việt Nam, tôi thấy thấy này, hồi lúc đó tôi còn ở bển. Thì lúc đó tôi cũng còn nhỏ, không có lớn đâu. Thì ở dưới quê, nếu mà hai đứa bé mà chơi chung nhau, đánh nhau gì? Đánh nhau, nếu mà mình thấy ô cái đó không sao thì mình nói, mình dạy hai đứa thì ok. Mà về á, thì người vợ nói: ông ơi, ông đi làm về, ở nhà bữa nay có thằng đó là đánh con mình á, mà đánh muốn sưng máu mũi luôn mà chưa có sưng máu mũi gì trơn. Thế điều nhỏ bị sưng máu mũi nữa. Tôi không có được, chịu không có được cảnh này nha. Ông làm sao làm đi. Ông này làm về tức quá, chạy đi đó liền á. Ông cầm theo ghế theo, chạy vô nhà đó, rồi đánh người ta. Đánh ba má còn đó, tại không biết dạy con. Rồi bắt đầu làm sùm lên trong cái xóm đó. Mà cái chuyện rất là nhỏ. Cho nên môi miệng của mình đó, nó quan trọng lắm quý vị. Nhiều khi mình thấy vậy, điều đó, nhưng mà mình làm sao cho cái chuyện đó nó nhỏ lại, nó nhẹ lại, thì nói chuyện nó nhẹ lại. Còn nếu mình khuếch cái chuyện nó lên chừng nào, nó sẽ bay đi khắp nơi và nó gây ảnh hưởng rất là nhiều quý vị ơi. Cho nên lời Chúa ở trong Châm Ngôn 19 câu 14, Chúa nói rằng nhà cửa là tài sản cơ nghiệp của tổ phụ để lại. Phải nhà cửa và tài sản, phải cơ nghiệp tổ phụ để lại không? Dạ. Thí dụ tổ phụ mình, cha mẹ mình làm gì, giống như bây giờ chúng ta làm gì, có phải chúng ta để lại cho con cái mình không? Dạ. Bao giờ chúng ta cũng để lại cho con cái mình á. Mình có một ưu tiên cho con cái của mình. Còn người vợ khôn ngoan nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Tổ phụ không có cho mình được người vợ khôn ngoan đâu, chỉ để lại tài sản, gia tài thôi. Nhưng mà người vợ khôn ngoan do Đức Chúa Trời mà đến. Cho nên những người chưa lấy vợ hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời ban cho mình một người vợ khôn ngoan. Còn những người đã có vợ có chồng rồi, cầu nguyện Đức Chúa Trời làm cho vợ con khôn ngoan. Mấy bà cũng cần cái sự cầu nguyện của mấy ông chứ. Mấy ông mà cứ thấy mấy bà không khôn ngoan mà cứ càm ràm hoài, sao được với ông. Cho nên mấy bà phải được các ông cầu nguyện, phải không? Cầu nguyện cho vợ con có một sự khôn ngoan. Vì con biết rằng người vợ mà khôn ngoan chỉ đến từ ngài không. Nên Chúa ơi, ban cho con người vợ khôn ngoan.
và vợ con tên gì gì á, con ban cho người vợ này nè, con đang sống người đó khôn ngoan. Hãy xin đi, hãy xin riết quý vị sẽ được người vợ khôn ngoan à. Bởi vì chưa được, tại vì quý vị không xin thôi. Hãy xin, tại vì không có điều gì mà Ngài không có ban được cho chúng ta hết. Một sự khôn ngoan, một sự kính sợ Đức Chúa Trời. Hiểu được con, hiểu được tình trạng của con hiện tại như thế nào để giúp đỡ con, chứ không phải là để phê phán con. Con không muốn người vợ theo phê phán con. Phải không? Tại vì mình ngộ lắm á, những người nữ mà họ làm được gì á thì nó nhờ tôi. Khi mà chúng ta nhờ, nói chúng ta đó, là chúng ta kiểu như cướp cái sự vinh hiển của Chúa rồi nha quý vị. Khi mà chúng ta làm được thì chúng ta đó, đó nhờ Chúa chỉ cho em giúp đó, chứ không phải là em đâu, em không có sự khôn ngoan đó. Đó là người vợ khôn ngoan đó. Còn nói không có tôi á, ông không làm gì được hết trơn á. Thì lúc đó mình đưa mình lên, mình cướp cái sự vinh hiển của Chúa rồi. Đừng đừng bao giờ đứng ở vị trí đó quý vị. Mình nói ô, nhờ Chúa giúp em mới làm được. Còn nếu không em cũng vậy thôi, em cũng đâu biết gì. Khi mình nói ở trong cái sự khiêm nhường như vậy, mình không giật vinh hiển của Chúa. Còn nếu không, một là mình dễ giật vinh hiển của Chúa, hai là mình trở thành kiểu như cái người muốn chỉ huy dễ dàng lắm. Tại vì cái khoảng cách nó rất là gần mà rất là dễ. Tôi cũng phải cầu nguyện tôi cho cái điều này nữa. Tại vì khi mình làm được, cái thứ nhất là mình sẽ dễ dàng khi dễ cái người kia và coi thường. Mà khi coi thường, mình sẽ mở ra miệng ra nói những cái lời nói không có tôn trọng họ. Mà người nam mặc dù như thế nào, họ cũng cần cái sự tôn trọng. Abigail là một người chồng, ông gọi là người chồng phải nói rằng khờ dại hay là điên rồ đó quý vị biết không. Nhưng bà có cách đối xử rất là tốt đẹp và Chúa khen ngợi bà. Phải không? Cho nên chúng ta nhớ cái điều này. Sau này chúng ta có thể học tới cái người nữ này rất là khôn ngoan, mặc dù ở với một người chồng có tên là điên dại. Phải không? Nhiều khi mình nói ô, tại chồng tôi tốt tôi mới làm được vậy, chứ chồng xấu đâu có làm được. Ông làm này kia, nhưng mà có những người chồng điên dại, nhưng mà Chúa đặt kế bên đó là một người vợ khôn ngoan. Dạ. Cho nên buổi sáng hôm nay lời của Chúa sẽ đến với chúng ta. Thứ nhất là một người đàn bà, Jochebed, mẹ của Môi-se. Sau đó là vợ của Môi-se. Phải không? Hai người đàn bà này là hai người đàn bà rất là đặc biệt ở trong cuộc đời của Môi-se. Và khi chúng ta nhớ cái điều này để chúng ta không bao giờ quên. Sê-phô-ra là một người vợ ở trên đời sống Môi-se. Và hai người đàn bà mà chúng ta vừa học qua nữa là một người đàn bà không hiểu được Đức Chúa Trời đang làm gì, không biết được sự thử thách mà Ngài đã đem đến trên chồng của mình và trên gia đình của mình, cho nên bà đã phạm tội. Đó là vợ của ông Giớp. Và cái người kế tiếp là cái người Hê-rô-đia. Hê-rô-đia này là người ta đến để người ta giúp đỡ sửa sai, nhưng mà không chịu chấp nhận tội lỗi và không chịu lắng nghe. Và cuối cùng không những bà mà con cái của bà nữa, đưa đến cái sự giết người. Và cuộc đời bà cũng không có phải là tốt đẹp lắm đây, lắm đâu trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên đây là những điều mà Chúa đem đến cho chúng ta buổi sáng hôm nay, để có chúng ta có một cái sự chọn lựa và chúng ta quyết định để đi trong con đường tin kính. Dạ. Amen. Cảm ơn Chúa.